Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi lòng vòng để xem nhà, những căn nhà người ta bán như thế nào. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Hôm nay mình vô trong mình quay luôn, tại hôm nay đi được sớm nè các bạn. Bây giờ chắc 12 giờ trưa mà hôm nay trời có mây đó, cho nên không có thấy nắng đó. Nhìn xung quanh nè, thứ bảy nha các bạn. Tới chưa? Bây giờ sẽ quẹo vô đây. Rồi đây nha. Các bạn ơi, chưa gì tới tháng 9 bắt đầu mùa thu nè các bạn. Lá nó ngã ra màu hồng hồng, hường hường, đủ màu hết, ít bữa nữa có màu vàng nữa. Đó, bây giờ cái nhà trong này nè các bạn. Hôm nay người ta sẽ mở cửa cho mình vô nha. Bây giờ mình vô mình xem ở trong như thế nào, mình quay cho các bạn xem. Đó, nhà đẹp ha. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ vô nhà đây, mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Wow, ở trong nè. Chào các bạn, bây giờ mình đã tới cái nhà nãy. Chào các bạn, hôm nay mình đi coi nhà đó. Bây giờ mình đã vô trong căn nhà rồi. Đây là phòng khách nha các bạn. Đó. Phòng khách có cửa sổ nhìn ra ngoài nè. Rồi đây là cái phòng ăn. Đó, đây là cái phòng ăn nha các bạn. Xong mình đi hướng này. Chỗ bếp nè các bạn. Đây là mặt đá nha. Chỗ trên này để chén bát nè. Xong qua đây là cái sink để rửa chén. Đó. Chỗ kia là cái vườn. Đứng đây rửa chén. Nhìn ra ngoài nè các bạn. Thấy chưa các bạn? Rồi, ở đây lại có thêm một cái bàn ăn nữa. Ở ngoài kia là cái hành lang. Đây có thêm một cái phòng khách nữa nha các bạn. Nhà này có 2 phòng khách, 3 phòng khách. Phòng khách thứ hai nè các bạn ơi. Đó, đi quay mẹ không? Đó, cái nhà bếp nè các bạn ơi. Nhà bếp ha. Rồi, đi qua bên này. Bên này. Bathroom. Bên này có một cái phòng đọc sách. Phòng đó. Cũng có cửa sổ nhìn ra ngoài này. Đẹp không? Vân thích hả? Đó. Cái chỗ treo quần ở bên Mỹ như thế này nè các bạn ơi. Treo quần ở đó xong rồi mình đóng lại. Bây giờ mình đi lên lầu nha các bạn. Đi lên lầu xem có gì không. Wow, trên này nguyên một cái phòng. Phòng này phòng gì đi? Đâu phải phòng ngủ đâu. Phòng gì ở trên lầu? Phòng rộng không các bạn ơi? Trên này nữa hả? Trên này nữa. Nãy một phòng lớn, bây giờ thêm một cái phòng nữa nè. Đó. Nhà này như 5 phòng á các bạn ơi. Nhà này khoảng 1 triệu đô la nha các bạn. Đây, thêm phòng nữa nè. Kế tiếp cái bathroom nữa nè. Đó.
chỗ này bắt rung. Người ta làm riêng ở trong này xong rồi ra đây rửa mặt ha. Đó, chỗ kia là bồn tắm. Rồi đi ra cái cửa. Phòng ngủ lớn nè, phòng ngủ master nè. Ở ngoài này vô trong nha. Đó. Đẹp ha. Toilet. Chỗ này có cái bồn tắm nè. Đẹp không? Nhà này cũng đời cũ rồi nha các bạn, năm 90 mấy đó. Ở đây trong này chỗ phòng này để tắm nè. Ha, nhìn cũng sang trọng đẹp quá. Chỗ này treo quần. Qua đây một cái toilet nhỏ nữa. Trong này là cái gì? Trong này cái kệ để giấy toilet rồi để đồ đạc ha. Đã quay xong cái toilet của cái phòng lớn nhất trong cái nhà này. Nhà này rộng quá các bạn. Wow, trên phòng ngủ này các bạn. Cảnh view này, nhìn ra biển nè các bạn ơi. Chỗ xa xa kia, cái xanh xanh ấy là biển đó các bạn. Thấy được cảnh biển, thấy sương mù. Cũng đẹp quá ha. Đó, nhìn xuống cái vườn nè, đẹp không? Nhà này khoảng 1 triệu đô la. Đó, triệu đô la là nhiều tiền ha. Cho các bạn xem rồi đó, bây giờ ranh thử ở ngoài vườn có gì không ha. Phòng đọc sách này là dễ thương nhất nè. Xung quanh thì người ta đang cắt cỏ. Nhìn cái vườn đẹp không các bạn ơi. Mùa thu lá rụng nè. Lá quá chừng là đẹp ha. Đó. Mùa hè thì xanh ngắt. Mùa thu á, nhiều màu lắm các bạn. Đủ màu hết. Bây giờ mình đi ra phía sau. Xem ngoài sau người ta trồng trái cây gì không ha. Đó, ta trồng kiển nè. Wow, có cái trái gì đây? Trái gì ngội ta? Chắc trái rừng quá. Người ta trồng hoa gì đây hả? Hoa gì đẹp quá. Chưa thấy nữa. Đó. Mình mua cái đó về được á. Trồng cây kiwi. Để cho cây kiwi nó bò lên. Vườn cũng không có rộng lắm các bạn. Cái nhà rộng thôi à. Vườn cũng nhỏ, nhỏ hơn cái nhà đợt trước mình tới xem. Đó. Cây này cây gì? Đó, toàn cảnh khu vườn. Như vậy thôi các bạn. Rồi lên đây là cái nhà. Ở ngoài sau mình nhìn vô nè. Cái nhà này có vẻ sang trọng hơn cái nhà đợt trước mình tới thăm ấy. Nó có cái đường đi bộ nè. Hôm nay đi dạo thấy nhà nào mà mở cửa cho coi, vô coi quay cho các bạn xem hết nha. Rồi mình coi mình thấy nhà nào được á, rẻ rẻ thì chuyển nhà, mua nhà. Wow, mùa thu lá rụng đã chưa nè. Cây này cổ thụ. Đó, biết cái lá nó trái như thế nào mà cái lá nó đẹp ngất luôn các bạn. Coi, trái trên cỏ. Nhìn sao mà thơ mộng quá hả. Đẹp không? Lá đẹp như vậy mà người dọn vườn là phải đi dọn nè. Đó, đang dọn liên tục đó. Cảnh nhà có mấy khu lẫn đó. Nhà nó có từng một phòng lồi qua ra ngoài nữa nè. Bây giờ tới căn nhà thứ hai nha các bạn. Để mình xem căn nhà này có rộng hơn, có đẹp hơn. Căn nhà hồi nãy á, cái nhà ở trong thì ok. Còn cái vườn á, nhỏ quá các bạn ơi.
Căn nhà thứ hai này các bạn ơi, ngoài trước nè, đó người ta trồng kiểng nha. Nhìn cái bụi kiểng này giống con rồng đang bò lên quá. Thấy không? Lên trên này. Có cái ổ khóa to đùng nè các bạn. Mình ra ngoài sau thử có gì không nha các bạn. Đóng cửa hết rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình ra phía sau mình quay cho các bạn xem khu vườn phía sau như thế nào nha. Wow. Ở phía sau có vườn nè các bạn ơi. Nhìn vườn đã chưa nè. Đó. Chỗ này là sân cỏ ha. Đây là trong khu vực nhà ở phía sau. Đẹp quá. Dáng cây lê rất là đẹp các bạn ơi. Coi dáng cây lê nè. Rất là đẹp, nhưng mà sắp tới là rụng hết nha các bạn. Chắc 2-3 ngày nữa gió thổi một cái nữa là rụng hết luôn. Uổng ha. Đó, nếu mà được ở nhà mình chắc mình ra mình quay phim mỗi ngày mình hái vài trái cho các bạn xem. Này của ngân hàng. Thì bây giờ đó, ai vô tham quan thích ăn lê thì hái ăn. Chứ táo người ta cũng để rụng thôi. Không hái thì người ta cũng bỏ. Tốt à, các bạn thấy máy bay không? Máy bay đâu rồi? Không thấy, cũng là cây cherry nè. Cây cherry này ai mua nhà này có trái ăn nè. Gốc nó bự quá chừng là bự luôn. Cái bữa ra trái chắc nhiều lắm á. Đó, ta trồng đây một cây rồi. Rồi kế bên này một cây lớn nữa nè. Rồi đây cây nữa. Chủ nhà này thích ăn cherry thiệt ha.